Dạ kinh hơn. Nó khô khốc quá. Nó không có cái chất dưỡng. Trinh nhưng mà ở trong Sài Gòn là người ta tưởng là Trinh á, tại trong Sài Gòn người ta kêu kêu Trinh, người ta kêu là Trinh 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 Trinh, giống Ngọc Trinh á, người ta kêu là Ngọc Trinh chứ không. Còn vô đây mà gọi Trinh là người ta tưởng là Trinh á, không Trinh? Em vô đây được bao lâu rồi? Em vào 3 tháng đó chị. À, 3 tháng hả? À, đi học á hả? Vô đây học hả em? Vô đó hả? Nhưng mà trên vô đây là trên học đại học gì? Học luật Sài Gòn chị. Ừ, giỏi quá trời ha, luật sư tương lai đây. Nhưng mà vậy là hai chị em là ở Bắc là ở đâu ha? Vậy đó hả? Không thấy mặt em nó mụn nhiều á, dẫn nó qua đúng không? Mặt cô kinh quá trời mụn nè. Khoảng một tuần đó em. Đúng rồi. Phải một tuần mới đủ nha. Giờ đi giờ vô đây học đại học rồi em nên chăm sóc da cho da nó láng mịn á, tại vì mình đi làm ngoại hình nó cũng 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 quan trọng á, với lại mình mặt mình sáng sủa da mình láng thì mình tự tin hơn, không tự tin hơn thì công việc của mình nó cũng sẽ hanh thông hơn. Trên mặt của Jin là chưa có mụn viêm đúng không chị? Có mụn viêm á em. Ừ, có mụn viêm cũng nhiều rồi đó,
Tại vì em thấy mấy cái nốt mà nó thâm thâm mà nó lâu nó không có hết à. Là những cái ổ viêm nó ở dưới em. Có những cái ổ viêm nó ở dưới á, mình nhìn mắt thường mình tưởng là thâm. Thực tế là đó là cái ổ viêm. Cho nên nó cứ thâm từ năm này qua tháng nọ nó không có hết á. Mụn ẩn này nó do nhiều nhiều nguyên nhân lắm em. Thứ nhất là ví dụ như là mình môi trường mình sống á, bụi bẩn, hoặc là mình phải đi làm những cái công việc mà nó bụi bẩn nhiều, mình có rửa mặt sạch đi chăng nữa mà môi trường mình làm như vậy nó cũng khó mà hết được em. Cái thứ hai nữa là đó là nội tiết, giống như cái độ tuổi của bạn Trường Chinh nè, đang cái độ tuổi phát triển dậy thì nó sẽ là cái nội tiết nó thay đổi. Chị nghĩ là bạn này không phải là bị mụn gần đây thôi. Thì đó thì đó là do đại dậy thì đó em đó. Rồi do mình sử dụng sản phẩm mỹ phẩm này kia không có phù hợp, nó không có hợp với cái da của mình á, như vậy đó. Rồi do mình ăn uống, mình ăn đồ nóng nhiều nè, mình thức khuya. Chị thấy là chắc bạn Trinh này là hội tụ hội đủ mọi yếu tố. Thế cho nên nó mới lên mụn gì như vậy. Rồi còn nhiều nguyên nhân khác nữa, ví dụ như mình bị bệnh gì đó mà mình phải uống thuốc tây nhiều ha. Đúng rồi đó. Rồi cục này nó bự, nó dài nè. Nó dài mà cái chân nó ngoánh vô trong này luôn. Cái cục này mà không có lấy ra sớm là nó sẽ bị viêm nè. Nó chờ cục mụn. Này em bị mụn là em phải kỹ ra mền ra gối này kia là mình phải giặt, mình phơi nắng thường xuyên nha. Rồi cái khăn mặt của mình lau á, mình sử dụng xong mình phơi nắng để cho nó diệt khuẩn, rồi mình giặt thường xuyên nè, nó mới hết chứ không là nó cứ cái vòng luẩn quẩn, nó cứ tái đi tái lại miết là nó không có hết. Mấy cái khẩu trang mà mình sử dụng á là mình sử dụng một lần thôi, mình có xài khẩu trang vải á thì mình phải giặt. Uống nhiều nước cho em ha. Da em nó khô quá trời. Có uống nhiều nước không em? Nhiều chị, em đêm bắt đầu uống nhiều.
Em học trường của em là ở đường nào? Ở cái đường số 13 của Bình Triệu. À vậy đó hả? Nếu vậy là em ở chợ ở gần đó, xong rồi em qua đó em học luôn đúng
sắp xong rồi em ha. Chị khó chút nè.